lấy một cái phôi nu gỗ cong nữa bạn, nu cực kỳ luôn. Mình cái gọng giữ xe có cây tử đeo vô luôn nè, gọng mẫu tử này làm cây nhân nhân có cây tử dưới được nè. Cái này nu già cây cực kỳ luôn nè, nu dữ lắm. Thì bên đây hoặc là bên đây nó sao cho nước mà cao lắm nha bạn. Cái này cũng khá là cao, nhưng mình đo chiều cao nó ra cao được 53, cái hoành chỗ này được 34, hoành chỗ này thì được 25, cái hoành chỗ eo được 25, còn hoành chỗ này được 34. Còn chiều cao nó nãy mình đo là 53, chiều cao được 53 các bạn. Cao 53, hoành chỗ này được 25, chỗ này được 34. Bốn ba lăm, ba lăm năm, lăm ba lăm cao 53, nù dữ lắm nè. Dòng này nù mặt khỉ lá lớn nha bạn, nù công nù mặt khỉ lá lớn, nù cục 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 mà nù chắc kìa. Dòng này nù chắc, nù đẹp chắc, già cây nè, bóp lại ngọn còn tí xíu mà thông cao. Mình nuôi cho người tử làm cái dạng nhân này, hoặc là làm cái hai mặt luôn. Cái này cái đế nhìn nó cũng được, đế nó bỏ bỏ nhìn. Đế nhìn tự nhiên mà già cây, bỏ bỏ bỏ. Nuôi công nha bạn. Nuôi được cái tử với nuôi được cái ngọn, nuôi được cái tử với nuôi được cái ngọn này. Giờ mình vô cành á. Nụ công mà khỉ nó lớn nha bạn.